Anh thanh niên năm nay đã ngon nghẹt 30 rồi. Sáng mua 5.000 xôi, tôi 3.000 trà đà. Anh luôn luôn on face để viết hết chuyện trên đời. Đăng cái tớ bình thường cũng phải gần 1.000 like. Anh thanh niên năm nay vẫn chẳng thấy vợ con gì. Anh nói mấy cô yêu nhưng anh không cần người yêu. Ba má anh sang ra vẫn vội vã chạy đi làm. Anh nói anh còn nhỏ nên đã biết làm gì đâu. Nói sao chẳng có chi là thật, anh cứ mơ mộng vậy thôi. Kể từ